Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Anh em ơi, ở trong cái video ngày hôm nay thì mình lại kiếm được ba nghệ nhân anh em ạ. Ba nghệ nhân này lại đang muốn solo với nhau. Đấy, ba anh em huynh đệ tương tàn. Đấy, thằng cậu ở giữa này thì cũng hơi là quen thuộc với các bạn phải không? Còn hai cậu này thì đối với các bạn này lại rất là lạ đúng không? Thì trong cái video ngày hôm nay ba cậu này muốn solo với nhau, thế là cho nên là mời mình làm trọng tài anh em ạ. Cậu nào thua bẻ diều nhá, ok chưa? Thế bây giờ mình thi thố những cái gì nhỉ các con nhỉ? Lên diều dễ lên đúng không? Dễ lên là cái thứ nhất nhá. Đậu là cái thứ hai, chịu gió là cái thứ hai đúng không? Không quay là cái thứ ba đúng không? Thế còn đẹp là cái thứ tư đúng không? Có cái gì là cái thứ năm không? Bây giờ nhá. Bây giờ ba cậu, từ cậu đầu tiên có thể kể cho anh nghe về cái ấy không? Về cái khả năng và cái vẻ đẹp, cái nét đẹp của con diều của mình không? Nó có những cái khả năng gì và nó lên như thế nào? Mình kể đi, xong từng người kể một. Đấy, cái đặc điểm đặc biệt cái con diều đấy nó đặc biệt ở cái gì? Con diều này là được làm từ tre đúng không? Rồi đấy, con đấy nó đặc biệt ở cái gì? Nó khác những con này ở cái gì thì mình nói ra. Thưa chú, là cái đuôi. À, khác ở cái đuôi nó như nào? Đuôi tròn. To và đen. À, đuôi tròn. À, ý thằng cháu là dái tròn, to và lại còn đen. Đen, hôi. Rồi, ok. Thế đến Huy ở giữa. Con diều có cái đặc điểm là gì? Đặc biệt là gì? Không thiếu đặc điểm. Nó đặc biệt, nó khác. Ai da. À, nó đẳng cấp ở cái chỗ là uốn hình hình số 8 luôn các bạn ạ. Rồi, rất là dẻo. Ok, cả là con này là dễ lên rồi. Đấy, ok. Thế còn cái con này thì có cái đặc biệt là cái gì nhỉ con nhỉ? Nguyên. Cái đặc biệt của nó là cái gì? Dễ lên đúng không? À, một cậu khẳng định dễ lên này. Đấy, thế từ từng cậu lên một nhá. Từ cậu đầu tiên lên. Từ đó cậu đầu tiên này lên trước nhá. Bây giờ nhớ nhá, cậu nào thua là bẻ nhá. Hớt hay đâm tùy con. À, hớt thì mới thể hiện là cái độ dễ lên nhá. Con tên gì nhỉ? Con tên Hưng. Hưng đúng không? Hưng sẽ thể hiện phần thi đầu tiên của mình. Rồi, phát đầu tiên xuống. Rồi, cậu này trông chỉ được cái đẹp thôi. Gái, to, đen, hôi. Từ từ nhá, cậu kia ơi. Để xem cậu này đã. Ê, bất cẩn. Nào. Rồi. Ôi giời ơi, đây lại phải bé thôi. À, hai phát rồi nhá. 4 điểm mà cậu mất một cái điểm về cái độ dễ lên rồi. À, thế này không phải hớt nữa rồi. Nào. Ây da. Thế là lên rồi đấy. Ngoài. Cậu này mà bẻ thì sốt ruột lắm. Nhìn mặt nó trầm trồ lắm rồi anh em ạ. Sợ lắm. À, rồi. Ôi. À, cậu này hỏng rồi, chuẩn bị về bẻ riêu rồi. Hả? À? Không, ai người ta cho thi lại, thi người ta chỉ thi một lần phải không bà? Bà nhỉ? Đấy. Trong lùa ạ. À, bây giờ đến cậu này đúng không? Cậu này bị loại rồi nhá. Ô, loại đâu? Tại sao lại không loại? Con có thể phản hồi ý kiến. Tại vì sao không loại? Nhưng mà nó bị đứt dây nèo. Đứt nào dây nèo đâu? À, tuột. Tuột đâu? Tuột đây. Ai bảo tuột dây nèo đấy? À, thầy lại lý do to lý chấu phải không? Thầy tước điểm mà lại còn đình chỉ, không cho chơi diều vĩnh viễn bây giờ. Nào, tháo dây ra. Tí nữa cho một cái cơ hội cuối cùng nhá. Tháng cuối cùng. Không, chơi đâm là đã mất điểm rồi. À, bây giờ đến cậu này. Nó lại định lươn với cả ban giám khảo anh em ạ. Thầy, thầy mày không mua chuộc được ban giám khảo nhá. Nếu mà có cái gì thì cứ cho đi. Nào, đến Huy. Huy hết đi. Huy hồi hộp lắm anh em ạ. Ôi giời ơi, con diều của Huy anh em ơi. Có nghĩa là không có cái gì nó công bằng nữa. Nào. Rồi. Hết là dễ lên là ok đấy. Lên mà còn phải chịu gió nữa. Nó cầm lắp đi. Ôi giời ơi, gió đẹp thế này mà vẫn còn phải chạy thế kia đi. Chết rồi. Bây giờ có ba cậu thì sẽ phải loại nhá. Loại từng cậu một nhá. Hả? Dưới. Ôi giời ơi, Huy ơi là Huy ơi. Huy kéo rồi anh em ạ. Còn một cậu cuối cùng. Tức là hai thằng này là phải cho thi tố với nhau rồi. Được rồi, mình sẽ coi đấy là cái vòng gọi là vòng loại. Ây da.
À, đẹp quá. Con cảm thấy sao về cái màn trình diễn của mình vừa rồi? Đấy, thiếu gió thôi. À, thiếu gió thôi à? Chú thấy con cũng đang rất là thiếu hơi. Ok, Nguyên ơi, bây giờ tất cả là kỳ vọng vào con có muốn bẻ diều hay không là nó là ở con. Đấy, nào. Ok, anh em cùng xem Nguyên nhá. Chơi đâm nhá. Ok, tùy. Nào. Ok, giờ đến Nguyên, đúng không? Ai Nguyên sẽ thể hiện cái phần thi diều của mình. Nào, rồi, các cậu thấy chưa? Không phải chạy này. Không phải chạy, nó đứng im tại chỗ, nó lên này. Đúng thật sự luôn anh em ạ. Cháu nó khẳng định một cái câu ở diều, cháu có cái đặc điểm là dễ lên anh em. Cũng yếu đấy. Dễ lên mà chịu được gió. Con này cũng yếu đây, nhưng mà có lên được như thế đâu. Ai đỉnh cao chưa? Nguyên cảm giác sao về cái màn trình diễn của mình? Có thích không? Có mãn nhãn không? Có, quá tuyệt vời đúng không? Tức là Nguyên ăn giải nhất rồi đấy. Anh em ơi, đọc đoạn dây nó đang tở dây, nó vừa tở dây mà diều nó vẫn còn lên kìa. Ôi giời ơi, cái ông đẹp này, cái ông đẹp này mới lại cái ông sừng trâu này. Hai ông này rất là to còi. Rồi hai ông này xong phải thi thố với nhau nhé. Cho hai ông đâm luôn. Cho hai ông này đâm luôn. Từ từ đã. Đây là con này bất cẩn ấy. Con này đã ăn giải rồi đấy. Thằng này ăn giải nhất rồi. Nguyên là Nguyên năm nay bao tuổi nhỉ Nguyên nhỉ? Học lớp mấy? Học lớp 4. Học lớp 5 bị đúp. À, học lớp 5 bị đúp. Thế còn kia học lớp mấy? À, học lớp 4 phải không? À, thế cậu này lớp mấy? Cậu này lớp mấy? Cháu lớp 5. Con thằng kia là học lớp 5 ấy. À, đấy à, thế rồi chết rồi, bọn này nó bốc mẹ nào. Này, con diều bé tí mà nó thả cả cái đoạn rối nặng như thế kia vẫn còn lên anh em ạ, quá tuyệt vời luôn. Chú xin chúc mừng con đã không phải bẻ diều. Con cảm thấy vui không? Bây giờ con bây giờ chú cho Nguyên một yêu cầu nhá. Nguyên thích một trong hai thằng đối thủ hay thằng nào bẻ diều? Tài. À, Tài bẻ diều, nó ghét Tài rồi. Tao nó ghét Tài. Chưa phải bẻ, bây giờ để thi đã. Chưa đâm nhá. Thi nốt con này. Nha, ối hộ luôn này, chết tiệt. Đâm nhá. Ok, bây giờ thi đâm nhá. Đấy. Bây giờ là ấy đi. Chúng mày đâm thì hai con này đâm nốt với nhau đi. Con nào thua nhớ bẻ tại chỗ luôn nhá. Ok, anh em đợi mình tí. Ok, từ từ nhá. Ok anh em ơi. Bây giờ thì cậu này, cậu đối thủ này và cậu kia sẽ cầm dây cho nhau. Đấy, với được sự nhất trí của bá đang làm sẵn, bá chưa chứng kiến. Con này phát này mà không lên nữa là bẻ luôn. Đây. Ôi giời ơi. Ôi giời, cắm rồi. Ok, con này xuống rồi nhá. Còn gì chăn chối không? Bây giờ đến lượt con cầm diều của nó. Đấy, nếu con của nó. Không, nhưng mà không chơi bẩn nhá, không chơi kiểu thật. Con mặt này rất nguy hiểm. Đấy. Ai là này nó kéo diều chứ, con biết gì đâu. Đấy, do diều chứ nó biết gì đâu, thầy vô tội. Nào, bây giờ đi đâm đi. Đấy. Diều không lên được, diều con không? Ôi, con này, chú bảo không đâm ở đấy nữa. Đâm sang bên này. Không, vướng dây hàng này. Vướng dây hàng này thì mình phải đâm bên này. Nào. Thầy ra đây cầm dây, đi ra góc này, nhanh. Để Thầy đứng đây. Đứng này nhanh. Quay ngược đầu lại ô. Gió hướng nào, ra đây con. Thằng này không cần đi, đứng đây, đâm dọc cái đường này. Lên. Chú ba. Đấy, chúng mày sát phạt nhau đi. Nào. Anh em chuẩn bị hóng chờ quả siêu phẩm rồi nha. Nào. Lên. Nó định cho con này không lên đấy. Ra cầm dây nhanh không, nó cho hỏng bây giờ. Nó định phá đấy. Nó giật diều nó lên nhé. Thằng này mày bao nhiêu cơ hội rồi mà mày còn không làm được. Mà mày là cái thằng to còi nhất mà chút bẻ diều. Em bảo đâm lại. Đâm lại? Sao lại đâm lại nhiều lần thế? Đâm lại lần cuối không lên rồi. Nhưng mày nhiều lần lắm rồi. Đâm lại lần cuối không lên thôi á. Biết chắc là mày thua rồi nhưng bây giờ muốn cho mày đâm lại một cái để cho nó gọi là thoải mái đúng không? Đúng không? Mày chắc chắn thắng hay không? Cháu chắc chắn là bây giờ cháu thua rồi nhưng mà vẫn đâm lại một cái cho cháu thoải mái đúng không? Đâm lại. Hả? Lên rồi kìa, nó đang đỗ rồi kìa. Nó lên, nó đang đỗ rồi. Diều của mình thì cứ thế này. Thế này. Ba cháu buộc liều lại thôi chứ. Chú không biết cái lý do gì hết cả. Có nghĩa là bây giờ là đúng rồi. Nhưng mà buộc lại lên không? Lý do là không lên. Nhưng mà nếu đâm lại lên không? Hả? Nếu đâm lại có lên thì tính không? Tính, vẫn tính rồi. À không tính. Đâm. Thua rồi thì phải chấp nhận. Nhưng bây giờ thì chỉ đâm cho cháu thoải mái thôi. Đâu? Thằng kia
kéo được cái gì đâu con đâu. Đấy cháu ra cháu cầm dây đi. Này nó đâm cho đâm một lần nữa để gọi là thoải mái thôi chứ còn cháu thua rồi. Không lên bé luôn. Nhưng còn thua rồi còn đâu nữa. Nào. Đâm đi. Đâm đi đâm đi đâm đi. Nào. Đâm, căng lên ạ. Được rồi. Căng lên ạ. Khéo rộn sắn nhà bà. Nào. Chạy đi. Ồ. Tôi muốn thoải mái tinh thần anh em ạ. À. Muốn thoải mái tinh thần lắm. Đây, diều thằng cháu kia nó đỗ như thế này. Con này nó đảo nó tụt như thế này. Diều cháu thì như thế này. Ui. Con này chỉ có cái to thôi, giấy to đen thôi. Con này thích hợp bẻ lắm cháu ạ. Ui rồi ơi. Hãy khóc đi. Nào. Kéo đi. Huy ơi. Vào đây Huy mới nguyên bẻ con diều này đi. Hai thằng được bẻ. Bẻ mà. Hả? Mình cháu bẻ về. Cháu thích tự xử hay để chúng nó xử? Đấy thấy chưa? Cháu tự xử đây. Nhanh. Lá. Ôi giời kìa. Ôi giời ơi kìa. Người chồng. Người cho nó cơ hội rồi nhưng mà nó vẫn không ăn được. Ra đây, nhanh lên buộc diều vào ra đây. Ra đây chứng kiến nó bẻ nhanh. Lát. Thầy có chơi có chịu. Ui thấy chưa? Có chơi có chịu. Nào từ từ. Ra đây ba thằng chứng kiến cùng để cho nó bẻ cho nó nhớ luôn. Từ từ ra đây đứng lại như cũ. Nào ba thằng đứng lại như cũ. Mang con diều ơi, không cho mày bẻ kiểu đấy được. Cháu bẻ lát luôn. Từ từ nào thằng kia buộc diều vào ra đây để chứng kiến nó bẻ. Từ từ mặt cay lắm. làm trong bao nhiêu lâu được con diều này ba? Làm trong bao nhiêu lâu được con diều này? Cháu không làm đấy. Gáy để cho nó đi. Gáy nữa đi. Dậy múa đây. Bạn này. Gáy đây. Hôm đó solo tiếp nha. Mình đi làm ba con về nha. Đứng đây. Nào. Ba con. Bây giờ cùng chứng kiến. Bây giờ cháu có cái lời gì muốn nói với con diều trước khi cháu bẻ nó không? Rồi tạm biệt. Đi đâu. Rồi làm việc đi. Hoa mày. Ôi. Ôi. Trời, chắc nó cay lâu lắm rồi sao? Nó cay thằng này hơi lâu rồi. Kéo lại cái răng giờ. Đây cái răng nha. Đây cái răng. Đâu rồi? Bụi ngô. Giờ mày đâu rồi? Thằng bụi ngô. Đấy, một thằng thì cắn, một thằng thì giật, bay mẹ răng nó ra. Mày cắn được cái dây này á? Cắn làm sao được? Ngoài, thôi. Tạm biệt thôi. Đúng là cái sức mạnh của cái đồ cay anh em. Thằng cu qua này chắc cay, cay lắm hay sao ấy. Tức là nó sâu xé con diều cho nó khổ. Ok anh em nhá, thì trong cái video này mình đã phân thắng. Vân thắng thua rõ ràng rồi. Đấy, cậu áo cam này là cậu thua, cậu này giải nhì, còn cậu kia là nhất là cái chắc chắn anh em nhìn kiểu đúng không? Không công nhận không được. Sau cái kèo vừa rồi thì ba huynh đệ. Sau cái kèo vừa rồi thì bạn nhớ nhá. Sau cái kèo vừa rồi. Từ từ. Sau cái kèo vừa rồi thì tình cảm ba huynh đệ có đi xuống không? Xuống luôn. Xuống luôn à? Đấy. Cả áo cam nó cay, nó đéo chơi cùng luôn rồi. Ok, thắng thua phân rõ ràng rồi nhá. Lần sau mà solo tiếp thì phải bảo. Cái này nó đi đổi diều. Vậy là phải chơi. Nó có 3 mét nó đi đổi. Giờ phải chơi mới cho với nhau đàng hoàng nhá. Không được ấy nhá. Về là anh em mà không được xích mích xích mẻ nhá. Ok chưa? Đấy anh em ạ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tình cảm huynh đệ thì nó cũng chỉ đến vậy thôi anh em ạ. Không hơn được đâu. Này. Ok anh em nhé. Anh em cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh và chia sẻ kênh nhé. Bye bye. Bye bye. Bye bye mọi người, sướng quá. Sướng quá. Bye bye mọi người luôn. Tóc cây ai vậy ơi. Đây anh em ạ, ở trong cái video này thì lại có sự góp mặt của một cu cậu. Đấy, được bố rất là chiều. Hãy đưa lên tép diều. Cậu ấy tên gì ấy? Em tên Hiếu ạ. Học lớp mấy rồi? Lớp 5. Chơi một con mét 7 này rất ok luôn anh em ạ. Cân đét luôn. Cậu này mua hai con diều của nhà mình rồi nhưng mà
toàn mua vào cái ngày không có gió thôi. Thế ngày hôm nay có gió, bố lại rất chiều đưa đây. Chắc ở dưới đấy gió to lắm anh chú nhỉ? To. Trên này gió còn to rồi này. Nhưng mà gió trên này bao giờ cũng muộn hơn ở dưới đấy lên trước. Sớm hơn. Vâng. Sáng em dậy thấy to à. Thế thì ở trên này gió tận trưa mới có gió cơ mà. Từ từ đã.